Chào bạn, mình là Hiếu, vận động viên Men Physics. Và nhân vật ngày hôm nay của chúng ta là Chào các bạn, mình là Khánh. Mình là học viên của anh Hiếu. Mình cũng sẽ thi đấu cái giải NAPA WF vào tháng 6 sắp tới. Và mình may mắn có sự support của huấn luyện viên là anh Vũ Minh Hiếu của mình. Thì Khánh có thể giới thiệu thêm một chút về cái công việc hiện tại của em là gì? Vâng, hiện tại mình đang là một chủ phòng tập private và cũng là một chủ phòng tập thương mại. Sắp tới mình có mở ở khu vực Gia Lâm. Và cái việc thi đấu cho giải đấu sắp tới nó thứ nhất là cũng giúp mình thỏa mãn cái đam mê của mình, biết mình cái thể hình của mình nó đang ở đâu, và cũng hy vọng là có một cái thành tích gì đấy có thể hỗ trợ cho mình trong cái công việc là làm phòng gym của mình nữa. Phòng gym của Khánh là ở Gia Lâm, ở đâu Gia Lâm? Em là phòng gym ở Vinhome Ocean Park. Vinhome Ocean Park ở đây Gia Lâm. Thì bạn nào mà có thể là ở gần cái khu vực Vinhome Ocean Park thì có thể đến với lại tập luyện với lại Khánh nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào việc luôn. Đầu tiên sẽ là check form cho Khánh, xem những điểm mạnh, điểm yếu của Khánh hiện tại và đưa ra cái phương án để mình có thể xử lý và tập luyện tốt nhất. Ok, thì bây giờ mình sẽ check cái form hiện tại của Khánh trước cuộc thi hơn 3 tháng. Ok, quay mặt trước. Em thử pose, em thử xích chống một tay. Tay không? Rồi, nghiêng, xoay nghiêng xuống, cái ông đấy luôn. Rồi, ok. Rồi, đặt lưng. Cảm giác cái phần lưng của em nó hơi bị lệch đúng không? Cái đường cột sống dọc lưng ấy. Cột sống của em nó thẳng đấy, hiểu không? Em cảm giác cái bên này nó bị dày hơn, nó bị căng hơn đúng không? Đây, thôi. Thấy không? Cái đường lưng của mình đến đây nó hơi vòng thôi. Cơ bên này nó dày hơn đúng không? Đúng không? Bên phải nó bị căng hơn. Mình cũng phải giãn cho nó cân bằng lại. Rồi, ok. Ok, thì anh cũng có một chút nhận xét về body của Khánh hiện tại. Thì Khánh được cái lợi thế chiều cao với lại cái lượng cơ. Với cái chiều cao này, với lượng cơ này thì Khánh thuộc size là đang là size to. Nhưng là ví dụ sắp tới mình có lên sàn thi đấu thì cái size của mình cũng không phải lo lắng là mình có bị bé hơn các vận động viên khác. Chắc chắn là sẽ thuộc tốt vận động viên mà size bự. Đấy, cái quan trọng của mình bây giờ là mình sẽ phải cải thiện những cái điểm yếu trên cơ thể. Đấy, điểm yếu sẽ là cải thiện mình vai, và quan trọng nhất đó chính là nhóm cơ bụng. Đấy, vai sau. Lưng thì chắc chắn mình sẽ cải thiện thêm một cái phần lát. Lát mình cũng còn đang hơi yếu đúng không? Lát mình đang hơi yếu, mình có thể rộng hơn. Đấy, hoặc là mình siết nó khô lại. Thì cái phần bụng này nó cũng nhỏ nhỏ lại, thì cái phần lát mình nhìn nó sẽ rộng ra. Okay. Cái phần lưng phải nó bị hơi căng, hơi căng, nó bị hồng này, không phải lên chỗ này đây. Rồi, ok, thì bây giờ chúng ta sẽ vào việc luôn, vào tập luyện luôn nhé. Thì hôm nay Khánh sẽ tập vai, ok, mình sẽ tập vai nhé. Bắt cầm đây thì anh sẽ thấy là bên trái của anh nó bị to hơn. Vai Thank you.
Cậu mày gọi là xếp bao lâu? Xin lỗi. Linh thì khoảng 8 tuần. 8 tuần. Duy thì tầm 10 tuần. Còn Hoàng thì tầm khoảng 10 tuần đến 12 tuần. Em biết điểm yếu của mình. Bụng hơi quá. Hạ từ rất sớm. 16 tuần là em bắt đầu anh rồi. Đã thì anh cũng phải nhạc luôn. Nói đấy. Chung là khi mà có quán thì lúc đấy chắc chắn là ăn kiêng để gắt nhẹ các thứ đồ đập thì là nhiều nó mệt lắm. Bố nào đi you
Ok, thì buổi tập đầu tiên check form và tập luyện của mình và Khánh thì đã kết thúc. Thì sắp tới thì sẽ có nhiều những cái clip tập luyện của mình và Khánh. Thì các bạn hãy theo dõi và cổ vũ Khánh cũng như team của Minh Hiếu trên cái con đường chinh phục giải nắp ba của DFF nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, bye. Ok. Đẹp. Và mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người ủng hộ mình ở trên YouTube. Kiện tướng quốc tế Duy Linh. Cảm ơn các bạn rất nhiều.